Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoài Lâm xuất hiện sau thời gian về quê dưỡng bệnh béo lên trông thấy, nhìn qua đã thấy khác lạ hơn hẳn. Nhìn hình ảnh mới đây, có thể thấy Hoài Lâm nay đã trưởng thành và chững chạc hơn hẳn so với vẻ thư sinh trước đây. Thời gian qua, Hoài Lâm im tiếng hơn hẳn khi không còn xuất hiện chung bên vợ con hay đăng tải những hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Theo chia sẻ của Bảo Ngọc, bà xã nam ca sĩ hiện anh đang ở quê dưỡng bệnh và sẽ trở lại khi đã thật sự ổn định và thoải mái. Cho tới mới đây, Hoài Lâm đã chính thức lộ diện và thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả bởi vẻ ngoài khác lạ hơn hẳn. Có thể thấy sau thời gian ở ẩn, nam ca sĩ đã béo lên trông thấy, và nếu không nhìn kỹ khó ai có thể nhận ra. Theo khán giả, kiểu tóc mới cũng khiến anh trở nên lạ lẫm, chững chạc hơn vẻ thư sinh thường thấy trước đây, đặc biệt với thần thái tươi tắn như hiện tại. Người hâm mộ cũng yên tâm phần nào sau thông tin anh về quê dưỡng bệnh. Thậm chí không ít fan còn mong đợi nam ca sĩ sẽ sớm tái xuất bằng một sản phẩm mới trong thời gian gần nhất. Khi so sánh với những hình ảnh trước đây, có thể thấy nam ca sĩ nay đã thay đổi rất nhiều, trở nên chững chạc, trưởng thành hơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.